Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mời các bạn cùng ngắm đàn gà của mình nuôi ở trên sân thượng nhé. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình đi cho ăn cơm, cống nguội đấy ạ. Mời các bạn cùng ngắm đàn gà nhà mình. Mình vừa chui vào trong chuồng nhặt trứng xong, được 3 quả. Mỗi ngày được từ 3 đến 5 quả trứng. Chỉ có 6-7 con gà mái thôi, nhưng mà đẻ rất là đều. Đây ạ, đây là trứng mình nhặt, mình để trên này. Đây là 4 hôm, được khoảng gần 20 quả. Đây, mình chưa đếm. Nuôi gà trên sân thượng, vừa lấy phân để bón rau, vừa có gà sạch để ăn, vừa có trứng. Ha ha!
Ha ha ha.